Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Talk Show Tiêu dùng 24/7 của kênh VTC6 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, thiếu máu, thiếu sắt là bệnh khá phổ biến ở trẻ em, bệnh chiếm tỷ lệ khá cao. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, tỷ lệ thiếu máu trẻ em dưới 5 tuổi là 19,6%. Bệnh gây mệt mỏi và giảm khả năng tập trung học tập, ảnh hưởng rất lớn tới trí nhớ hoặc là nhiều biến chứng liên quan tới các chức năng quan trọng trong cơ thể như là tim, thận, não, tâm thần. Và việc bổ sung sắt khi bị thiếu máu đóng vai trò vô cùng quan trọng cho sự hình thành và phát triển của trẻ. Vậy làm như thế nào để nhận biết và bổ sung sắt kịp thời? Để cùng bàn luận về vấn đề này trong chương trình Tiêu dùng 24/7 ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay thạc sĩ bác sĩ Dương Thùy Nga, nguyên bác sĩ chuyên khoa nhi quốc tế Bệnh viện Nhi Trung ương. Xin chào MC Diệp Trang và xin chào tất cả các bạn xem truyền hình. Và một vị khách mời nữa xin được giới thiệu chị Hằng. Chị Hằng là đại diện những bà mẹ có con nhỏ đã từng mắc chứng thiếu máu, thiếu sắt. Và chị sẽ tới đây để cùng trao đổi và chúng ta sẽ đi tìm những phương pháp thích hợp và hiệu quả nhất. Dạ vâng, xin chào MC Diệp Trang, chào bác sĩ và chào các vị khán giả. Đầu tiên xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và để bắt đầu chương trình thì có lẽ xin mời hai vị khách mời và quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây. Bé nhà chị Hằng năm nay được 1 tuổi nhưng nhận thấy sức đề kháng của con yếu, ăn uống hay bị đi ngoài, rối loạn tiêu hóa, thậm chí là con biếng ăn. Vì thế mà con luôn trong tình trạng thiếu cân, kém phát triển chiều cao hơn các bạn cùng trang lứa. Thể trạng gầy gò, ốm yếu, da xanh và nhợt nhạt khiến chị Hằng không khỏi lo lắng. Sau khi tìm hiểu và cho con đi khám, bé nhà chị Hằng được chẩn đoán là thiếu sắt nên mới có tình trạng như vậy. Vâng, qua câu chuyện vừa rồi của chị Hằng thì có thể thấy rằng trẻ khi mà bị thiếu sắt thì sẽ thường gặp phải một số biểu hiện như là rối loạn tiêu hóa, biếng ăn, thể trạng xanh xao, gầy gò và không đạt được những tiêu chuẩn về chiều cao cũng như là cân nặng. Vậy thì câu hỏi đầu tiên cho phép Diệp Trang xin dành cho bác sĩ Dương Thùy Nga là nếu như tình trạng thiếu sắt cứ kéo dài như vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển của trẻ ạ? Đúng là chúng ta đã biết rằng là thiếu sắt cũng là một dạng thiếu vi chất hay gặp ở trẻ nhỏ. Vấn đề là không phải chỉ là những em bé mà chúng ta được suy dinh dưỡng mà có những em bé thừa cân, béo phì, thậm chí những em bé với cân nặng bình thường mà nếu như xét nghiệm chúng ta thấy rằng là có thể hoàn toàn là bị thiếu sắt. Và khi mà thiếu máu thì ta thấy rằng là em bé rất là hay bị chóng mặt, hoa mắt, học hành thì không tập trung, hay bị suy giảm trí nhớ và lâu dài có thể ảnh hưởng đến cái sự phát triển về trí thông minh của trẻ sau này. Có thể thấy những hậu quả rất là nghiêm trọng đúng không ạ? Vậy trước những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe cũng như là sự phát triển của trẻ thì chuyên gia có thể chia sẻ những phương pháp nào để chúng ta có thể bổ sung sắt hiệu quả cũng như là kịp thời được không ạ? Cách bổ sung thì đơn giản nhất là chúng ta có thể ở những em bé ở mức độ gọi là mới thôi, chưa gây thiếu máu thì chúng ta có thể bổ sung qua đường ăn uống. Chúng ta có thể chọn những cái thực phẩm mà có rất là nhiều sắt. Trong đó thì ta thấy rằng là sắt thì có thể lấy từ nguồn gốc động vật và thực vật. Trong đó sắt động vật thì thường dễ hấp thu hơn và có lượng sắt là cao hơn so với sắt thực vật. Tuy nhiên nếu như em bé của chúng ta rất là khó ăn và ăn không được đầy đủ thì chúng ta có thể sử dụng một số những loại thuốc mà có sắt ở trên thị trường với cái liều mà liều gọi là liều bổ sung. Còn nếu chẳng may mà em bé của chúng ta thiếu máu, thiếu sắt và có những cái hậu quả mà chúng ta thấy qua phân tích ở bài trên thì chúng ta có thể nên đưa con đi khám để bác sĩ có thể kê cái liều lượng phù hợp cho trẻ. Bởi vì ở mỗi cái độ tuổi khác nhau thì cái liều dùng nó cũng khác nhau chứ không phải là đều giống nhau ở các trẻ, bởi vì cái nhu cầu ở trẻ các độ tuổi sẽ là khác nhau. Đó là những thông tin vô cùng hữu ích dành cho các bậc phụ huynh đúng không ạ? Và chị Hằng thân mến, khi mà chị biết bé nhà mình gặp phải tình trạng thiếu sắt thì chị đã có quá trình bổ sung sắt cho con như thế nào? Có áp dụng một trong số những phương pháp mà chuyên gia vừa chia sẻ không ạ? Vâng ạ, cũng như là chuyên gia vừa chia sẻ thì trước đây là tôi cũng đã thử rất là nhiều các phương pháp cho con, như là cho con ăn những cái thực phẩm mà giàu sắt như là sữa này, hoặc là những cái món ăn dặm mà ngũ cốc, và bổ sung vitamin C cho con qua đường là ăn, tôi thêm những cái hoa quả vào bữa ăn cho con như là cam, cà rốt, dâu tây, kiwi vân vân. Và đặc biệt là phải bổ sung sắt cho con bằng đường chất, có nghĩa là cho con uống sắt hàng ngày ạ. Nhưng mà thời gian đầu là tôi chưa tìm được cái loại sắt phù hợp cho con nên là con uống con không hợp tác, là sắt có những cái mùi tanh ngái mà chính tôi ngửi tôi cũng cảm thấy là khó uống. Mà khi mà ép được con uống rồi ấy, thì con không hợp tác và hình như là con không hợp, nên là khi đi ngoài thì phân đen mà còn cả rối loạn tiêu hóa nữa. Nói chung là thời gian đầu là rất là khó khăn đối với tôi.
có thể thấy là việc chăm sóc con trẻ thì không phải là điều dễ dàng đúng không ạ? Và có vẻ như cũng có rất nhiều bà mẹ đang nuôi con nhỏ có tình trạng mà trẻ thiếu máu, thiếu sắt cũng đang gặp phải những vấn đề như thời gian đầu chị Hằng đã từng trải qua. Vậy thì theo như nhận định của chuyên gia, hiện nay có những sản phẩm sắt nào có thể bổ sung hiệu quả cũng như là phù hợp với thể trạng của trẻ em Việt Nam không ạ? Thực ra là nghe tâm sự của chị Hằng thì cũng thấy rằng là đây là một điều cũng rất là dễ gặp mà là băn khoăn của các bố bà mẹ trong việc chọn sản phẩm sắt. Bởi vì ta biết rằng là cái việc bổ sung sắt là rất là quan trọng. Tuy nhiên khi mà uống được một cái thuốc sắt vào thì có bao nhiêu là nỗi lo lắng. Đầu tiên là làm sao để chọn được cái sản phẩm sắt là dễ hấp thu, không gây táo bón, không khó uống và không gây kích ứng cho trẻ. Mà như chúng ta đã biết là dùng sắt thì lại phải kèm với vitamin C để tăng hấp thu. Chứ nếu chỉ uống thuốc sắt không thì nó cũng cái hiệu quả nó không bằng. Tuy nhiên trên thị trường bây giờ thì có rất là nhiều sản phẩm sắt hữu cơ hấp thu rất là dễ, hòa tan và ít gây những cái tác dụng phụ như trên. Trong đó thì tôi thấy cái sản phẩm mới như là Fairkit Drops, đây là một sản phẩm đến từ Ý, có rất là nhiều ưu điểm. Trong đó họ sử dụng cái công nghệ liposome khiến cho các hạt sắt ở cái dạng lipofer rất là dễ hấp thu và hòa tan. Cũng là một loại sắt hữu cơ, tuy nhiên so với các cái thành phần sắt hữu cơ ở trong những cái sản phẩm khác mà có sắt ý, thì ta thấy rằng là cái hàm lượng sắt hữu cơ ở đây thì thường gấp 2, gấp 3 lần về cái khả năng hấp thu. Và đặc biệt thì đây là một cái sản phẩm họ bổ sung sẵn cả vitamin C. Do vậy mà các ông bố bà mẹ không phải lích kích là thì thêm nước hoa quả, nước cam hay lại phải thêm một cái thuốc vitamin C uống kèm theo. Bởi vì thực ra trẻ nhỏ rất là khó uống. Và đây là dạng drop, tức là dạng giọt. Tức là mình có khi chỉ cần chưa đến 0,5ml thôi thì đã đủ cái nhu cầu của con rồi. Tức là mình cũng không phải quá khó khăn cho việc uống. Và tôi thì tôi thấy như cái sản phẩm này các vị phụ huynh cũng kêu là không có mùi tanh và em bé uống thì cũng không thấy bị phân đen và không thấy khó chịu gì cả, có vẻ rất là dễ uống. Ngoài ra thì trong sản phẩm Fairkit Drop thì có cả vitamin B12, bởi vì cái tình trạng thiếu máu thì ngoài ra thiếu sắt thì còn hay gặp cả thiếu vitamin B12, nó sẽ ảnh hưởng đến cả sự phát triển của hệ thần kinh. Do vậy mà nếu như mà cái sản phẩm bổ sung luôn cả vitamin B12 thì cũng rất là bổ máu. Và tôi thấy là cái sản phẩm này họ bổ sung thêm cả những cái thành phần để giúp cho em bé cũng đỡ táo bón. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia. Dạ vâng, nhắc tới đây thì chắc hẳn là rất nhiều bậc phụ huynh đang tò mò về sản phẩm Fairkit Drop rồi đúng không ạ? Và xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây. Qua nghiên cứu, muối sắt 3 lipofer giúp làm tăng khả năng hấp thu sắt vượt trội vào cơ thể so với các dạng muối sắt khác với các con số ấn tượng sau: gấp 3,5 lần so với peripyrophosphate, gấp 2,7 lần so với pyrrolidone sulfate, gấp 5 lần so với pyrrolidone fumarate. Độ hấp thu tốt vượt trội như vậy của Fairkit Drop chính là nhờ có công nghệ liposome. Công nghệ này nghiên cứu để ứng dụng những nang liposome, chính là các hạt lipofer hình cầu có kích thước siêu vi, lõi nang có chứa nguyên tố sắt hoặc các chất khác và bên ngoài được bao bọc bởi một lớp màng phospholipid kép. Với cấu trúc như vậy, các hạt lipofer đã đóng vai trò một vận chuyển tối ưu với khả năng chứa bảo vệ, vận chuyển và giải phóng sắt vào những vị trí mong muốn cho cơ thể một cách chính xác và đúng lượng. Qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng công nghệ liposome vận chuyển các hạt lipofer sẽ mang lại cho chúng ta một giải pháp bổ sung sắt rất là hiệu quả cho con trẻ. Và chị Hằng thân mến, không biết là với dòng sản phẩm Fairkit Drop thì tình trạng sức khỏe của bé nhà mình đã được cải thiện như thế nào rồi chị nhỉ? Rất là đáng mừng là bé nhà mình đã cải thiện được thể trạng rất là nhiều. Đầu tiên là vì Fairkit Drop là không có mùi tanh ngái mà ngược lại là có vị dâu rất là thơm ngon dễ uống, nên là bé nhà mình rất hợp tác và rất là thích uống. Từ đó là dùng một thời gian thì mình cảm thấy bé nhà mình là ăn uống năng nổ hơn này, ngủ ngon hơn. Từ đó là hấp thu được dưỡng chất tốt hơn nên là da rẻ cũng bớt xanh xao mà rất là hồng hào. Nhưng mà đặc biệt là mình thấy là từ khi sử dụng Fairkit Drop là bé nhà mình đi ngoài đều đặn, không còn cái hiện tượng phân đen nữa mà đi ngoài đều đặn hàng tuần luôn. Vâng, đầu tiên thì cũng xin được chúc mừng chị bé nhà chị Hằng vì đã có thể cải thiện được tình trạng sức khỏe của mình. Và cũng chúc mừng cho chị Hằng vì đã may mắn và lựa chọn được một sản phẩm rất là phù hợp cho bé đúng không ạ? Vâng, nhân tiện đây thì mình cũng muốn hỏi thêm chuyên gia một câu hỏi là bé nhà mình đã cải thiện được thể trạng rồi này và cũng không còn những cái tình trạng như trước kia nữa, thì không biết là có sử dụng Fairkit Drop duy trì được hàng ngày lâu dài không ạ? Nhất là trong cái dịch bệnh đang diễn ra thì bé có thể sử dụng bổ sung duy trì để tăng đề kháng không ạ?
Thực ra là chúng ta đã biết rằng là cái bản chất của Fake It Rock là cái sản phẩm bổ sung sắt để ngăn chặn cái tình trạng thiếu máu thiếu sắt của trẻ, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ thiếu máu thiếu sắt của con chị mà cái thời gian điều trị sẽ khác nhau. Thông thường như chúng tôi thì những bệnh nhân mà thiếu máu thiếu sắt, mặc dù sau khi một liệu trình điều trị xét nghiệm lại cái hồng cầu đã về bình thường, nhưng mà chúng tôi vẫn phải duy trì cái thuốc sắt kéo dài đến 3 tháng. Do vậy mà chị có thể xem ở tình hình con mình, cái mức độ ban đầu của trẻ để mình có thể cân nhắc ở cái liều bổ sung cho trẻ mình có thể vẫn sẽ tiếp tục duy trì nếu như mình thấy đang có hiệu quả. Qua đây thì chị có thể an tâm để cho bé tiếp tục duy trì sử dụng rồi đúng không? Xin được cảm ơn chia sẻ của hai vị khách mời ạ. Chuyên gia thân mến, sản phẩm Fake It Drop thì sử dụng công nghệ liposome vận chuyển các hạt lipofer. Vậy thì không biết là điều này thì sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ? Thực ra phải nói rằng là đây là một công nghệ rất là mới trong bào chế các sản phẩm sắt mà đầu tiên tôi được nghe thấy. Và tôi thấy rằng là nhờ cái công nghệ mới này thì có lẽ là khi mình uống thuốc sắt, các sản phẩm sắt nó sẽ dễ hấp thu hơn. Bởi vì chúng ta đã biết là sắt là khi mà vào trong hệ dạ dày tiêu hóa lại phải chuyển hóa tiếp thì mới có thể hấp thu vào trong cơ thể. Và chính nhờ có cái công nghệ này cộng với cái thành phần của sắt hữu cơ trong sản phẩm Fake It Drop thì khiến cho nó trở nên hấp thu hơn so với những cái sản phẩm sắt khác cũng là sắt hữu cơ. Và tôi thấy rằng là họ có so sánh thì so với như là sắt sung phát để gấp 2,5 lần, sắt bicarbonate thì gấp 5 lần, thì tôi nghĩ rằng là cái sự hấp thu này thì cũng rất là tốt, thì giúp cho em bé có thể hấp thu hết, không bị đào thải ra ngoài, tránh kích ứng dạ dày mà nó không hiện tượng thừa sắt mà mình thấy qua hiện tượng là phân màu đen. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện vừa rồi của hai vị khách mời sẽ phần nào giúp quý vị hiểu rõ hơn về tình trạng thiếu máu, thiếu sắt ở trẻ và tầm quan trọng trong việc bổ sung sắt kịp thời. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tới đây và có những chia sẻ vô cùng hữu ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.